Rồi, xin chào bà con nông dân, chào mừng bà con quay lại với kênh đánh giá phân thuốc của Danh nha. Hôm nay thì Danh không có quay lộ diện cái mặt ra do là mình đang thử nghiệm cái thuốc là đặc trị rịp sáp trên cây trồng. Thì do cái con này nó nhỏ quá, mình phải sử dụng cái ống kính đặc biệt để mình quay được nó, nên là mình không có thể nào quay để đứng nó trực tiếp cho bà con nông dân thấy cái mặt được. Thì bà con cũng thấy đó, cái con gầy này ha, cái con rịp sáp này ha, nó đang hút hút cái cây, nó hút rất là nhiều nè, nó hút vịt 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 luôn đó, bà con thấy không? Nó tẻ, nó đưa ra một cái lớp sáp rất là dày. Thì cái này là một lớp sáp giả thôi, nó tiết ra cái chất này để nó bảo vệ cho bản thân của nó, nên là nhiều cái loại thuốc trên thị trường thì khó có thể đánh bật được cái con diệp sáp này, do cái lớp này nó rất là khó. Thì bên đây nó có một cái sản phẩm rất là hay về cái con diệp sáp này, khi mà bà con phun vào á, nó sẽ rút hết cái sáp này đi và cái con này nó sẽ chết đó. Cái quan trọng là phải làm sao để cái con diệp sáp này nó phải trôi cái sáp đi ha. Thì bây giờ tới cái giai đoạn này là bắt đầu mình sẽ phun thuốc nè. Giai đoạn này là mình vừa phun, mình pha với cái liều là chỉ có 1C cho 1 lít nước. Ở đây mình phun bằng cái bình 2 lít nên là nó khoảng 2C thôi. Đó, phun xong á là bà con sẽ thấy nè, ướt nè. Mình phun sương cái là nó ướt do mình zoom lên rất là to. Đấy. Phun xong là cái con diệp sáp lúc sau là nó rút hết luôn. Nó rút cái nước hết vô cái con diệp sáp, cái sáp này nó trôi mất tiêu, còn cái con diệp không nè. Thì cái con này lúc này nó rất là mảnh mai, rất là dễ chết. Đây là cái ngang chết này nè, bà con thấy không? Nó đang dễ chết rồi nè. Còn bên tay phải là cái con diệp phấn trắng thôi. Ha. Thì cái con này là mình sẽ nói sau. Đó, bà con bây giờ sẽ coi chi tiết cái biểu hiện của cái con này nó chết như thế nào. Ở đây là bà con thấy là cái con diệp này là nó hút no nè. Nó cũng đang dễ chết. Thì cái lớp phấn này mình phun lúc đó là nó nằm bên kia, nước nó bắt đầu nó rút dần 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 qua đây nè, nguyên cái ổ của nó. Này bà con thấy cái những cái trứng này. Cái trứng bà con thấy không? Ở sâu bên dưới bà con thấy cái trứng. Này do mình quay nó rất là khó nha bà con. Mình quay bằng cái ống kính cận đó, nên là mình nhúng nhích một cái là nó sẽ chuyển dịch rất là nhiều. Nên mình phải cố gắng lắm, mỏi tay mỏi cổ luôn mình mới quay được những cái clip này cho bà con coi. Thì mong bà con ủng hộ like kênh, share để mà được nhiều bà con thấy hơn những cái clip mà Danh làm đó, bà con thấy không? Tiếp tục nè, cái diệp sáp bây giờ cái con này là bắt đầu nó dính thuốc rồi đó. À, bà con thấy nó nhúng nhích chưa, chứ hồi nãy vô là cái biểu hiện nó sẽ khác. À, cái lớp phấn này bây giờ nó cũng bớt rồi nè. Thì trong vòng khoảng 15 phút mà lại nguyên cái ổ này nè, nó sạch trơn luôn, tại do cái phấn này bắt đầu nó rụng và gió nó bay hết trơn đó. Cái lúc này là Danh phải đem vô một cái chỗ không có gió để mình quay cạnh đó. Này quay khó lắm mà con đó. Đây bà con thấy không, cái phấn này tuột hết trơn, yêu cầu trúng nước là nó tuột. Thì nên là bà con lưu ý là trong cái việc phun thuốc là bà con phải phun ướt nha, làm sao để ướt được nó thì nó sẽ mất. À, nguyên cái con sáp này sẽ chết đi, cái sáp này chết đi, bà con thấy không? Còn con rệp phấn tra, con rệp phấn trắng ở bên tay phải thì Danh sẽ nói sao, nó cũng chung một thử nghiệm thôi. Nhưng mà Linh sẽ làm một cái clip khác để chuyên về cái con đó hơn. Tại mình quay thì mình quay mỗi lần được có một con nè, quay hai con thì nó rất là khó. Đó, mình sẽ zoom lên, bà con thấy không? Nó lật ức lên nó chết này nè. Thì cái giai đoạn sau này Danh sẽ không có lồng tiếng nữa để cho bà con thấy được. Rồi bà con cảm nhận ha. Thì đây là một cái loại thuốc rất là hay nha bà con. Bà con có thể xài cái chai này, gọi là cái chai gầy nước 100XL, cái dạng XL là nó rất là hay. Bà con có thể phun rồi nó lan ra, đúng không? Mình phun nó, nhiều khi cái độ lon của nó mình zoom lên về bà con mới thấy được. Có một điều sản phẩm này nó rất là hay nha bà con, là cái sản phẩm này là khi bà con sử dụng cho cây trồng là nó không có bị nóng, đặc biệt là cái giai đoạn bông trái rồi này kia. Thì trên hoa kiểng, hoa màu, các loại cây trồng khác đó, thì nó không có bị nóng cho cái cây, đặc biệt là cái cây sầu riêng nha bà con. Khi bà con sử dụng cho cây sầu riêng á, do trong giai đoạn trái non á, thì con diệp sáp này tấn công rất là nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng cái giá trị thương phẩm của cái trái sầu riêng. Đặc biệt là bà con xài mà không có đúng thuốc á, nó sẽ bị vàng cái gai. Thì cái sản phẩm này thì khi bà con xài thì cứ yên tâm là nó không có bị vàng gai hay nóng cây lên nha bà con. Một cái điểm đáng lưu ý của cái sản phẩm này đó là cái việc khi bà con xuất khẩu á,
thì nó sẽ đạt được cái tiêu chuẩn xuất khẩu hơn do cái hàm lượng imidacloprid này của sản phẩm này, có nó chỉ có 100 gram trên ký thôi, trên lít thôi, thì nó sẽ không có bị tồn dư trong cái sản phẩm khi mà xuất khẩu sang các nước, thì bà con các an tâm mà sử dụng nha.